Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Dạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mời đàn trai. Rồi ngồi đi em. Xin mời đàn gái. Rồi mời đàn trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào quý khán giả trong phòng quay. Dạ em tên Phan Văn Trọng, quê quán ở Bến Tre, hiện đang sinh sống và làm việc tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chức vụ em là trưởng phòng vật tư công ty cổ phần thép Vĩnh Lợi. Em tên là gì? Dạ em tên Phan Văn Trận. Chịu Trận đó hả? Dạ. Phan Văn Trận nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 34 tuổi. 34. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và em xin chào anh Quyền Linh. Chào và em. Bạn Nam phía bên kia. Và em xin chào toàn thể quý vị khán giả đang ngồi dưới trường quay ạ. Em tên là Trương Thị Linh, hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh và làm quản lý cho nhãn hàng Lovite ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 33 tuổi ạ. 33. Linh 33, Trận 34. Em có cái điểm mạnh và điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em đó là dễ gần, yêu thương gia đình, thích chia sẻ gần gũi với gia đình và thích sống chung với lại gia đình. Thế còn cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em đó là mít ướt và dễ mũi lòng trước những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ cần người ta chia sẻ cho em là người ta khó khăn thì là em sẽ giúp đỡ người ta. Dạ. Tức là dạ. Em bị cả tin, dễ tin người. Dạ, đúng không? Rồi ạ. Em có cái tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em đó là mỗi lần em đói bụng lên là tính em nóng tính, hay quạo. Dạ, những lúc mà em mất ngủ á, bình thường thì nằm ngủ cũng duyên dáng lắm. Nhưng mà khi mất ngủ với lại ai làm cho em khó chịu vì tụi em không ngủ được thì em cứ nằm úp và chân dơ lên trời vậy đó. Nằm úp mặt mà chân dơ lên trời là dạ, cái tư thế gì ta? Là tư thế nằm úp xong chân cứ quạch lên này. Tư thế đó dễ ngủ lắm, anh cũng hay ngủ thế đó đó. Thế nào? Ông hình dung tư thế nào mà ông nói dễ ngủ? Ta nằm mặt... vậy nè. Anh Quyền Linh có thể ra nằm úp xuống tạ giùm em. Không, cái chân dơ lên trời hả? Em dạ. Vậy đúng không? Đúng dạ, không? Dễ đúng ngủ không? Lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Vâng lại tưởng là treo ngược cái chân lên vậy nè. Treo sao ngủ trời. Thì bởi vậy mới nói. Ai mà biết điểm mà yếu đó của em thì đúng là em mất ngủ và cứ yêu thương chiều chuộng em lúc nào em nằm ngửa. Cái này hay là Trận. Dạ. Cái này là chịu Trận được nè. Dạ. Đừng có chọc giận là nằm úp ngủ vậy. Dạ. Nếu mà vui là nằm ngửa. Là cố gắng làm vui vui nha. Dạ, em sẽ cố gắng làm bạn vui à. Ừ. Còn Trận, em có ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hiền, biết kính trọng người lớn, biết quan tâm chia sẻ người khác, không hút thuốc, biết uống rượu nhưng mà uống chỉ ít thôi à, chỉ giao tiếp thôi, mức giao tiếp thôi. Điểm yếu của em là nói hơi ít. Nói ít. Dạ. Dạ, bên này em nói nhiều á. Có tật xấu gì không? Có ngủ ấp không hay ngủ ngửa? Dạ em ngủ thì ngái, nhưng mà ngái thì nhỏ, cũng không đến nỗi là lớn lắm. Sao em biết? Dạ em nghe người người nhà nói anh. À dạ ngủ. Ngái thì cũng sao đâu anh, em dễ ngủ lắm. Em chỉ cần nằm xuống là em ngủ. Dù trời long đất lập gì em cũng ngủ được hết ạ. Có nghĩa là cái tật xấu đó là bạn gái bên đây là không cho là tật xấu nữa, em yên dạ. Tâm nha. Yên tâm. Dạ. Em Trận, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 3 mối tình. Rồi. 2 mối tình là đi đi học, 1 mối tình là đã đi làm rồi. Mối tình đi làm đó bao lâu? Dạ hơn nửa năm nhưng mà gần 1 năm. Sao chia tay? Dạ vô tình thì em mở được điện thoại của người đó thì em thấy cái tin nhắn của người đó nhắn với người khác. Vậy thôi chia tay hả? Dạ. Nhắn sao mà chia tay? Thì em thấy nhắn tin của hai người cũng tình cảm lắm. Thấy bạn đó không thật lòng với mình. Không thấy có tình đó xong là coi chia tay luôn. Dạ thì về em cũng suy nghĩ. Em cũng suy nghĩ mấy ngày. Rồi em mới nhắn tin cho bạn đó. Dạ thì bạn nó cũng chỉ nói là bạn thôi. Ừ thì bạn thôi mà. Nhưng mà em thấy sao nhắn tin lại tình cảm quá à. Dù gì nó cũng qua rồi ha. Dạ. Còn rồi. Em sao? Em mấy mối tình rồi? Dạ em một mối tình ạ. Quen bạn nó lúc em học cao đẳng. Và 3 năm học cao đẳng luôn ạ. Thì trong lúc quen nó thì bạn trai đó khá đầu hoa. Bạn bè gặp người đó đi với người khác thì có nói cho em là sao lại gặp bồ của mày đi với lại con nhỏ đấy vậy. Nhưng mà em lại không tin. Nhưng mà có một lần thì bạn em chụp hình á
thì đi với người đó. Thì em nói là coi như là đối tác đi, em cũng không thấy quan tâm luôn. Nhưng mà xong rồi em nói tóm lại là em bị phản bội đúng không? Đúng rồi. Giống y như bạn bên giống như trận bên kia. Và lần đó là em cắt đứt. Em là người chủ động cắt em đứt. Em chủ đúng động không? Cắt đứt luôn. Mấy năm rồi Gưng? Em quen được 3 năm và lúc 2012 chia tay. Thì tới bây giờ 7 năm là không quen ai. Tới bây giờ luôn. Dạ. Là em không quen người nào nữa. Dạ. Em gái em muốn một nửa yêu thương của mình có một mẫu hình lý tưởng như thế nào, em có thể diễn tả cho bên đây biết được không? Dạ thì em thích mà mẫu lý tưởng của em là bạn nó cao từ 1m68 trở lên. Thì thân hình không quá ốm, tướng người nhanh quyền linh trở lên ạ. Biết yêu thương gia đình, biết chăm sóc bản thân mình. Và hói cũng được, đối với em quan điểm hói là thông minh. Hói được không? Dạ được, được. Được. Hói là thông minh, vì bạn nói là hói là thông minh. Vỗ tay, tôi khoái vụ này nè. Ai mà chào em gái, trời ơi, em nói chữ hói em khoái là anh thấy khoái rồi đó. Cảm ơn em đã hiểu cho những người hói. Em thích người đàn ông lý tưởng của em đó là không trưng diện quá nhưng mà cũng phải biết là chăm sóc cho mình. Khi làm thì là một người đàn ông lịch lãm, còn khi đi chơi thì là một người năng động thể thao. Rồi là tùy cơ ứng biến ha. Dạ, tùy cơ ứng biến. Dạ. Ok, được đó. Khoái vụ khoái hói rồi đó. Đâu, để coi bên kia có hói hay không mà thấy ông Linh ông có vẻ là tâm đắc quá vậy. Bên đây thấy cũng có khả năng đó nha. Dạ, chào chị. Chào Cưng. Không, nhưng mà bạn nữ bên đây thích hói mà. Ừ. Cái mẫu người phụ nữ mà em mong muốn là như thế nào? Dạ, em mong muốn người nữ đó là cao 1m55 trở lên, da trắng, tóc dài, hiền giống như em vậy đó chị. Hiền giống như em hả? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ. Vậy thôi phải không? Dạ vậy thôi ạ. Em cũng được 80% của anh rồi, nhưng chứ có điểm là tóc không dài. 80%. Còn cái 20% do cái tóc không có dài, tóc ngắn. Dễ mà để từ từ nó dài. Chị. Không sao phải không? Dạ. Thì em nói cho bạn đó biết đi. Để nó dài. Đó là mẫu em mong muốn thôi. Dạ. Chiều cao chưa đạt như mức mong muốn anh ạ. Chiều cao em cao nhiêu? Em có 1m52 thôi. Mang guốc lên thì được 1m57. 1m52 mà 10 phân nữa thì là cũng 1m62 rồi nếu mà mang guốc 10 phân. Dạ không sao chị. Ship em có công ty dài, em nói ship em làm đôi giày độn lên phân. Là được rồi. Okay. Nói ship em làm cho anh mấy đôi giày cao gót thôi. Anh cũng hơi lùng anh mang. Có giày cao gót là không? Giày độn, người ta có giày độn. Dạ, giày độn anh. Nói sếp em làm cho anh mấy đôi giày 10 phân luôn á. Linh, về ngoại hình á, cái khuôn mặt á thì giống những cái giống một mẫu hình nào trong showbiz không? Hình mẫu đó, lý tưởng của em là chị Hari Won á chị. Chị đó rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ. Dạ. Có cần phải biết nói tiếng Hàn không? Dạ không chị. Vậy hả, chỉ cần là có cái nét Hari Won thôi phải không? Oppa. 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 Em không giống chị Hari Won nhưng nói được câu Oppa. Oppa, Oppa, Sarange, Sarange. Rồi bây giờ mình cho hỏi ký người thân xong mình mở đúng rào rồi. Thôi bây giờ em đi với ai vậy? Dạ, em đi với mẹ nuôi và chị ruột em và đồng nghiệp của em ạ. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh và chào quý vị khán giả trường quay. Về Linh á, là một người con gái rất là hiền, sống có hiếu với gia đình. Còn chị thấy về bạn trai bên đây thì cũng được hiền. Chị thấy hai em tương đối là hợp với nhau. Thì mình tới chương trình này cũng là đã một là cái duyên rồi. Thì hai em nên cho nhau cơ hội. Nếu mình tiến xa hơn thì càng tốt. Còn mẹ nuôi thì sao? Mẹ nuôi cho một chút ý kiến. Xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Phải nói là mình rất là hâm mộ ở chương trình này. Chính vì vậy cho nên là thấy con gái năm nay cũng ngoài 30 tuổi mà chưa có tìm được một cái người bạn trai nào vừa ý. Mặc dù mình đã giới thiệu cho con rồi nhưng mà con vẫn không có chấp nhận. Mình rất thích mà con lại không thích. Cho nên mình mới lặng lẽ là mình lén mình đăng ký chương trình này. Mà không phải đăng ký cho một người đâu, tới 4 người lận. Ủa đăng ký cho ai cô? Đăng ký cho Dương Bé Ba, cho Võ Thị Nương, cho Trương Thị Linh và cho một người nữa là là bản thân cũng là mẹ đơn thân. Là mẹ nuôi cũng đăng ký chương trình này luôn. Mẹ thấy chàng trai này là mẹ có thích không? Chàng trai này thì theo mẹ thì được các con ạ. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ mà ngồi chỗ con là mẹ bấm liền luôn. Mẹ đáng yêu quá à. Hy vọng chúng ta gặp nhau ở vị trí khác nha. Dạ cảm ơn. Rồi xin mời đàn trai. Em đi với ai? Dạ em đi với sếp và anh em đồng nghiệp của em ạ. Có sếp là chắc có dài luôn ha. Dạ. Xin chào anh Linh và chào chị Vân. Chào khán giả trong trường quay. Mình là Hùng,
cấp quản lý của em Trần. Trần là người rất là hiền lành, tốt tính và đặc biệt là bạn rất là nhẹ nhàng. Còn đối với bạn gái bên này thì anh thấy rằng bạn rất là duyên dáng, rất là nhanh nhẹn. Và một số cái yếu tố em đưa ra có lẽ là anh nghĩ là phù hợp đến 70%. Còn tóc có thể là nó dày ra. Dạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Cảm ơn sếp. Rồi bây giờ mình mở rào ha. Mở rào đi. Ok, mở rào. Mặt trận này là của em đó Trận. Em chào anh ạ. Dạ em chào anh. Anh có món quà gửi tặng em. Dạ. Thì trong đây gồm có hai món. Một là cái giỏ. Dạ. Khi em đi làm. Cái thứ hai nữa là một đôi giày. Và chính là đôi giày của ship anh tài trợ cho anh. Dạ. Bây giờ ngồi xuống thử chiếc giày có vừa sai không cưng? Thử giày đi. Ngồi xuống đi cưng, thử. Dạ. Ừ. Rồi, giống phim tắm cám quá nha. Vừa luôn chị ơi. Wow. Ờ số luôn rồi đó, duyên số đã định rồi chị. Đã định rồi. Ok, trời em ơi, luôn. In luôn. Vừa in luôn. Em có muốn đi đôi giày để nói chuyện không? Dạ có, em muốn đi luôn. Rồi, em đi đi. Dạ. Dạ, em cũng có món quà muốn gửi cho anh ạ. Em sẽ tặng cho anh cái cà vạt. Thì tại vì là em, đối với em á, thì thích anh buổi sáng đi làm á, thích anh bước ra đường thì ít nhất cũng phải là một người đàn ông lịch lãm. Thì em thích đứng trước mặt anh để thắt cho anh cái cà vạt trước lúc anh đi làm. Thì em muốn tặng cái quà ít quà. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi, đó. Mà sao hợp như vậy, cái cà vạt đó cực kỳ hợp với cái áo đó, bộ đồ của em. Rồi. Luôn á. Màu xanh. Nhà chắc cũng tập rồi nhưng mà lên đây gặp ảnh là rung đúng không? Bạn gái lấy cái vỏ quải lên, lấy cái vỏ quải lên. Nói đi. Đây là cái vỏ màu hồng thì anh mong là tình cảm của anh với em luôn luôn sẽ là màu hồng. Dạ em cảm ơn anh. Hát bài tặng luôn, hát luôn, đứng nó hát luôn. Sau đây em xin hát tặng cho anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở tại trường quay và đặc biệt là cho bạn gái của em. Dạ em tên gì anh? Em tên gì ạ? Xin lỗi anh quên trời tên của em. Rồi hỏi tên hỏi lại đi. Đi cho cơ hội lại nói lại tên một lần nữa đi em. Rồi. Dạ thì em nói lại lần này anh phải nhớ nha, còn nếu rồi, mà không nhớ là em em giận luôn. Dạ em tên là Linh. Linh. Rồi dạ. Bắt đầu nói. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làng tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tình cậu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi hay lắm. Rồi hay rồi, dễ thương rồi. Rồi bạn gái đáp lại luôn, bạn nữ đáp lại luôn em. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Em quên rồi. Nên đủ ý nghĩa rồi. Được rồi. Em yêu anh không hối tiếc, yêu bằng cả trái tim, đủ ý nghĩa rồi. Trở về vị trí ngồi đi. Đó, cái phần giao lưu là dễ thương lắm rồi đó. Bây giờ em nói đi, em thấy cảm giác em lần đầu tiên gặp mặt em thấy cô thế nào? Em thấy bạn gái rất là dễ thương. Mà thấy gương mặt cũng có vẻ là hiền. Cảm giác lúc đầu em thấy em cũng rất là mến. Còn em thấy anh như thế nào? Em thấy anh giống như em mong muốn. Tại vì đối với em không thích đàn ông béo, đàn ông ốm. Cho nên khi nhìn anh ấy là em nhìn thấy đúng lý tưởng của em. Dạ. Ai cho em hỏi là anh hiện tại anh đang sống trên Sài Gòn hay sống trên Bến Tre ạ? Anh sống ở trên Sài Gòn. Dạ. Anh có hay về thăm bố mẹ không? Anh thỉnh thoảng khoảng 1-2 tháng thì anh có về thăm ba mẹ của anh. Dạ. Em cho hỏi em quê ở đâu? Dạ em là quê ở Nghệ An ạ. À. Hiện nay em đang sống trong Sài Gòn với anh trai. Dạ và với chị em đang ngồi dưới hàng quay ạ. Dạ. Hẹn hò em thích đi đâu chơi?
Em miễn nơi nào có anh thì em thích ở đó. Trời ơi. Ôi ngôn tình quá ôi. Theo em nếu mà mình đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì sẽ tiến tới được? Nếu anh cầu hôn lên và đúng anh hợp với mẫu lý tưởng của em thì em đồng ý luôn. Dạ, có thể cưới luôn ạ. Nếu mà em đồng ý thì chắc có lẽ là trong năm nay. Theo em thì em thấy có được không? Dạ em dạ được ạ. Nhưng mà đối với em á thì khi mà quen với là một người bạn nam á thì em thích sống với gia đình. Khi mà muốn đồng ý cái việc mà em với anh quen nhau thì em lại biết được gia đình anh và những người thân trong gia đình anh. Em thích sống với gia đình, thích sống với người thân. Dạ, em sống thiên về tình cảm. Một thời gian gần đây thì anh sẽ mời em về quê của anh chơi. Mà Bến Tre rất hợp với em vì em thích ăn ngọt. Vậy là quá hợp rồi. Bến Tre là gu kẹo dừa của ba em và em. Nếu mà lấy nhau thì em mong muốn là được mấy người con? Em thích đông con ạ. Thích đông con. Khi mà anh đông con thì anh phải khi sinh con ra thì anh phải có trách nhiệm với lại con và gia đình. Anh đủ khả năng tới đâu thì em sẽ để tới đó. Anh cũng sẽ cố gắng theo mong muốn của em. Nhưng mà nói hỏi thật, em thích cô gái đối diện không? Khi mở rào ra là em thấy em vẻ đẹp của cô ấy là em bị hút hồn. Hút hồn luôn hả? Dạ. Trời ơi, dễ thương quá, thôi được rồi. Rồi, để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Được rồi đó. Giày vừa quá à, xinh quá à. Em thấy trong bạn muốn hỏi sau khi nắm tay rồi làm gì nữa? Dạ hôn. Trời ơi. Dạ con xin phép má nuôi cho con hôn lên. Em cho anh thể hiện tình cảm của anh đối với em. Em có đồng ý không? Cái tay làm gì vậy? Tay thì ịt dịnh vô đây nè. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó. Nhìn cái tư thế cho nó đẹp cái coi. Em không xấu, em hung lại cho chị coi coi. Em hung lại em. Trời ơi. Đó, trời ơi. Ra thế ra dáng liền. Rồi. Linh đóng dấu luôn rồi nè Linh. Hả? Đóng dấu luôn hả? Vết son môi trên má anh. Dễ thương quá. Tối nay về chắc không rửa mặt quá. Để ngủ luôn nha. Dạ. Để tới mấy ngày luôn. Dạ. Kệ chị nào nó phai ha. Nào tự nó phai thôi. Dạ em được 2 mối tình chị. Vậy mà nãy em nói nhắc gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. 17 tuổi. Dạ em thua trước hả? Vậy bạn gái nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. Cái ông chủ ông suối á nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. Xong đó em mới nói em 24 tuổi. Mời bạn nam. Rồi chào bạn. Mời với bạn. Rồi em gái giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh, chào khán giả. Chào em. Em tên là Lê Minh Đức Vi, 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài. Nghề của gia truyền cho em. Nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Văn Thuận, quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7, bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ em ở huyện Cái Bè. Mình nói chút xíu về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè, không giấy rú, không tam đổ tường. Tam đổ tường là sao em? Dạ. Tam đổ tường mà em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ có nhậu chị. Nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ ngủ rồi chứ đâu gì chị. Ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Có tật xấu gì không? Dạ nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ làm biếng. Thay hay gọi là người làm biếng nhất thay á. Rồi gì nữa? Hay ngủ nướng, nhát gái rồi không? Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biếng nữa rồi có tắm rửa nhà cửa có quét dọn gì không? Dạ nhà nửa tháng quét lần chị. Rồi bao lâu?
tắm cũng cỡ nửa tháng tắm lần đúng không? Dạ tắm mười ngày nào cũng tắm. Nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à? Rồi mời bạn gái. Dạ ưu điểm của em là khi em làm việc em rất là tập trung, còn khuyết điểm của em thì bao la. Rồi thử thử vài điểm, vài khuyết điểm. Dạ rồi. Em mê chơi game, trong lúc em chơi game em rất là nóng, em không thích ai mà tác động vô. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ anh hai em. Rồi chơi em chơi dở này kia vậy đó, rồi em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ thì tay em hơi nhẹ hơn người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ trong mặt á. À đánh nhẹ thiệt nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Ừ, không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn á chị. À vậy tốt chứ, chế biến gì? Không, là em chế chứ không phải là... Anh hai em hay kêu em chế Linh Tiên Sinh lắm. Em ăn mì với cháo. Mì gì? Mì gói hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo? Xong rồi cá mồi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mồi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi, rồi là mì gói bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi em có nấu thể cháo. Nấu cháo bịch cũng được. Nấu cháo bịch cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mồi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mồi chị hơi dầm ra xíu. Cá mồi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử coi sao nha. Rồi món gì nữa em? Còn món nó là bò viên á chị. Ờ bò viên. Xong em cắt ra. Cắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên. Em mốt em chế ra cái món cá hồi, em xay nhuyễn, em bỏ đường, vắt chanh làm nước chanh uống ngon lắm em. Cảm nhận của bạn nam sao khi nghe những món ăn của bạn nữ? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Miền Tây có món cá tra nấu chè ngon lắm em. Trời ơi. Sáng tạo phải sáng tạo tới vậy luôn á. À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình hơn năm chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì sao quá. Tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó là anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa? Cà Mau chị. Cà Mau, tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được hai mối tình chị. Rồi. Vậy mà nãy ông nói nhát gái. Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À 17 tuổi. Vậy em thua trước hả? Vậy bạn gái thì nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Cô đó 22 tuổi. À. Cái ông chủ uống suối á, nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ gái ta. Và cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen. Có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ quen được một năm á thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Gặp mặt á thì em cũng thích chị. Xong rồi em tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em, cái cậu đồng ý. Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi á. Lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận, cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Ủa gạt người ta làm chi vậy không biết à. Tội nghiệp nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cô sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cô trốn luôn. Dạ mối tình thứ hai của em thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. Sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi cũng xa. Ai mất cảm giác? Dạ hai bên. Ôi cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường là được rồi chị. Trời ơi chị cảm ơn em. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Đừng nóng tính quá là được rồi chị. Cô chỉ nóng tính nó chơi game mà nhào vô là quýnh luôn á. Nhẹ. Còn em gái, em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào em gái. Cao mét mấy? Mét 9 chữ 20cm. Còn giật mình. Tưởng đâu mét 9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ.
mà anh hơi làm biếng không biết sao. Mày nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ, hiền với có đạo đức thì được. Đây hiền khô, mặt coi vậy hiền khô à, dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ. Dạ. Mày nửa tháng mới dọn nhà. Với lại dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á, như mình mua đồ hay mua hàng gì đó, mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó, mình vẫn phải tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó, mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài, em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Vui vẻ, cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh đã mua, cảm ơn em. Vậy ha? Dạ. Cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai và tiền ngân hàng gì đó, cười sát từ tối tới chiều cười hoài luôn nha. Rồi, được rồi. Cô bên kia là cũ dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được đó. Đàn trai dạ. Cũng cắn như đàn gái luôn à. Đàn dâu được không em? Được phải không? Tốt. Rồi, chào em. Ôi dạ, trời ơi, sao nó ngược dữ vậy? À dạ. Đậm đà ha. Dạ. Mai mốt lấy vợ về mình có lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào để phát triển kinh tế gia đình, nuôi vợ, nuôi con chưa? Rồi. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về cái bè em mở cửa hàng điện lạnh. À, là làm dâu đúng không? Chắc không phải làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu có. À, có dạ. Cửa hàng riêng mình ở cái cửa hàng luôn. Thì dạ, dự định của em là vậy chị. Cái bè nhưng mà em ở dưới bè, ở trên bè. Dạ, ở trên đường chị. Trên đường à. Mà bên nhà nhát gái mà chị, ai đăng ký chương trình? Dạ, ba mẹ em hối quá trời. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn. Ngày nào cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò à. Xem từ tập. Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài nè, cho em thuộc lòng em lên đây. Mà em lên rùng quá. Hả, giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Rùng quá trời. Rùng quá trời luôn hả? Dạ. Giờ cái nhiệm vụ của em là làm sao cho con tim bên đây mà lên tiếng là coi như được. Dạ. Rồi, cố gắng lên nha. Ủa, ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa, cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi, cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò? Dạ, fan ruột luôn á chị. À, rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ tầm khoảng 1 năm rưỡi thôi. À, 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi vậy cũng được, hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho tham gia chương trình. Em nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có, đi với ba với em trai em. À rồi. Rồi chào chú. Xin chào là chú Huyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi cha anh Thận, chào cháu. Dạ anh chào. Chào quý khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà tiểu thảo với cha mẹ, có tính tình hơi nhút nhát. Cháu đây thì thấy đẹp. Được. Cảm ơn. Bác mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi dạ cảm ơn bác trai. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ chào bác. Xin chào chú Quyền Linh Địch Trai. Xin chào, chào cô chú. Cát Tường rất là dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ chào chú. Chú mới tiếp xúc với con có một chút à, nhưng mà dạ. Chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ có 4 anh em trai. 4 anh em trai. Con thứ mấy? Dạ con thứ 4. Rồi bây giờ chú hỏi con câu này, nếu đem sự nghiệp và gia đình thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Gia đình chú. À con chọn gia đình ở trên. Rồi nếu như trong khi con lập gia đình thì hàng trăm đức tính thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này, người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi tu thân. Thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thượng. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt ai cũng chịu đựng được hết, quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu, đại khái như chú ngày nay cũng vậy, chú nghe lời vợ nó không hư con, thím nói gì chú nghe đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy, tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng.
Dạ. Rồi thôi, có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, Đức Phi, tức là cháu nói với con như thế này, cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con, và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Dạ. Mời chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mở đầu. Có món quà tặng này. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh dễ thương, mặn mà. Không biết em học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, chắc mai giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. Dạ. Anh đi trên Sài Gòn như bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Dạ. Nếu có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Em trai. Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ. Nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Rồi hai đứa tính, thí dụ yêu xa vậy, tính sao nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ 1 tuần 2 tuần mới về được chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Thôi cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng... Qua cái cầu là tới rồi. Em qua phà dầm cống là chỗ nào ta có đó. Lại phà dầm cống. Dầm cống là đi Long Xuyên ông ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị lạc cái khúc mới vô Cần Thơ. Trời ơi ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên. Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm dưới luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ở đây cũng gần mà. Nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường mà. Nói chung mà nếu mà quen được em á thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em, nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Dạ. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nhá, máy lạnh nhà em hư thì sao? Em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. À. Bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Ủa cái nút này nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Sao bấm sớm vậy cưng? Em sợ nút không em. À, nè, dễ thương quá ha. Bây giờ á, nắm tay trước đi đã. Trời, rung lên. Dạ, thưa hai bác. Thì hôm nay đến chương trình được quen Vy thì con rất là vui. Nên
con xin phép hai bác cho con được với MV. Và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho MV. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ, con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Đúng chưa? Được rồi, đúng tóc rồi. Đúng tóc đâu có được. Thôi dùng. Thôi dùng. Rồi, thôi được rồi, hai đứa nắm tay nhau đi nào. Đây là vé xem phim ha, của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng, dẫn nhau xem phim. Nắm vậy là đau cái tay người ta kìa. Đúng rồi đó. Hôm nay hai gia đình có mặt rồi, đồng ý rồi, hẹn hò phải chăm sóc em gái nha. Mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi, có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn, thử coi có cảm xúc không. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt ở đây rồi ha. Cách nhau một cái hàng rào thôi, nhưng mà mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn. Mời em trai. Lời đầu tiên cho em xin phép chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Chào cùng em. Bạn nữ bên rào và toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Lê Văn Mạnh, em năm nay 36 tuổi. Em quê ở Nghệ An, hiện em đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai. Em làm công nhân bên cơ khí ạ. Hình như em mạnh nhưng mà giờ hơi yếu đúng không? Là em tên Mạnh nhưng mà nói chung là em cũng đang làm hơi yếu. Rồi, thoải mái lên nha. Dạ, vâng. Thoải mái lên. Rồi, còn em nè. Dạ, em trước tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào anh trai bên cạnh. Dạ, xin chào toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Lan, năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại đang làm lực lượng dân quân thường trực của xã và kinh doanh online các mặt hàng về thảo dược thiên nhiên. Em đến từ Trảng Bom, Đồng Nai. Em bây giờ chào thiểu theo kiểu mà dân quân tự vệ mình chào sao? Chào thì bây giờ là chào, dạ. Rồi, dạ. Bạn trai ơi, thấy người ta ở bên đây người ta rất là xúc tích nè, rất là mạnh mẽ không? Dạ vâng. Thôi Mạnh, điểm yếu và điểm mạnh của em là gì Mạnh? Dạ, em về điểm mạnh của em là em người rất thật thà. Em biết lắng nghe, quan tâm và chia sẻ. Biết nấu ăn và không hút thuốc. Còn điểm yếu của em thì em cũng hơi ít nói, với em thẳng tính, với tính em cũng hay cằn nỉ. Thôi, em, bên đàn gái em. Về ưu điểm của em á, thì em rất là hài hước, vui vẻ, tự lập. Và những công việc của đàn ông hay phụ nữ thì em đều làm được hết. Rồi, em có cái biệt tài gì không? Em thì có hay bói toán. Em là gọi là có duyên thôi. Chứ em cũng nói thiệt mình làm nhà nước, mà thực sự là em cũng là đảng viên. Nếu mà mình nói ra thì người ta lại là nói kêu mê tín dị đoan. Nhưng mà em thì nhiều khi cái linh cảm em nó tốt hơn người khác. Nhiều khi em đoán cái sự việc thì nó hay chính xác. Và cả con người cũng vậy. Cho nên người ta cứ hay thích tìm đến em và nhờ em tư vấn hoặc là xem ví dụ như vậy đó. Chị coi em anh khỏe em ơi. Dạ. Chị sống thọ không hay là chị có chị giàu không? Chị giàu không em? Đây là thiên cơ bất khả lộ nha, nhưng mà em lộ chị cái đường sống với chị nha. Chị sống rất là thọ. Con người chị là có quý nhân phù trợ, tại vì cái tâm chị rất là tốt. Dạ, đây là em chỉ tiết lộ cho chị về cái phần về đường sinh mệnh của chị thôi nha. Coi giùm chị, có chuyện nào chị đẻ em. Anh ơi, cho anh. Bây giờ là rất có thọ rồi nha, tôi nói cho ông biết nha. Coi giùm anh được không? Thứ nhất là người nào có duyên với em mới coi được. Mà thứ hai nữa là em thích coi đàn ông một chỗ nào kín kín cơ. Cái sáng khó lắm anh. Coi chỗ kín hả? Thôi về bữa nào đi. Rảnh rảnh đi coi. Em, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Để em nói thật luôn. Vâng, ngày xưa là em đi học em cũng say nắng đứa đử hai anh. Nhưng mà em không vượt qua được chính mình. Làm sao? Tại vì kêu yêu đương mù quáng. Cái em tập trung đi học với đi làm thì tính em hiện như con trai mạnh mẽ nữa. Cái xong vô trong môi trường toàn là con trai không. Cái cuối cùng ra em ế từ đó giờ luôn anh. Tức là em chưa có mối tình nào dạ, hả? Dạ, không ai làm em rung động được. Biết đâu nay anh Mạnh anh sẽ làm rung động dạ, thì sao? Dạ, em cũng rất là mong là anh ở bên cạnh là có thể chinh phục được em rung động ạ. Anh mạnh lắm á nhờ. Dạ. Em có bao giờ em nằm mơ thấy hung một chàng trai nào đó chưa? Dạ, em thì ít khi nào mộng mấy cái đó lắm. Tại vì em nói thật em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á.
mấy em nó nằm nó phơi đi hết rồi, có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi luôn thử coi có cảm xúc không. Em dạ, giới tính em có rõ ràng không? Dạ, em khẳng định là em là em thì mạnh mẽ tính nam, nhưng mà em lại rất thích đàn ông. Có bao nào giờ em thấy nữ phơi ra rồi em thích không? Không, em không thích phụ nữ phơi. Em rất là thích trai đẹp. Ủa sao trai đẹp phơi quá trời mà em cũng không có? Tại vì nó khép lại, em vừa nhìn cái nó khép lại, nó không cho em xem. Đừng khép nha Mạnh. Phơi luôn nha Mạnh nha. Em đang nói là trái tim. Ừ, ok. Dạ. Yeah. Bây giờ Mạnh, là em có mấy mối tình rồi? Em mối tình chính thức thì một mối tình còn là cũng kéo dài được hơn 4 năm. Chia tay cách đây khoảng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà lý do gì mối tình cũng dài sao chia tay? Em cũng có quen rồi, xong em có hơn 1 năm thì em hỏi cưới, nhưng mà bạn gái chưa muốn lấy chồng, cứ bảo là cứ chờ 1 năm nữa, xong 1 năm nữa em lại chờ cứ vậy á. Hai đứa thấy không tiến tới, xong em cũng chia tay. Rồi, bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em diễn tả coi. Em thì muốn tìm một bạn nữ cao khoảng 1m52 đổ lên, tóc dài, không nhuộm tóc loè loẹt, không xăm hình. Giống chị Hồng Vân được không? Dạ chị. Ôi chào em. Giống chị Hồng Vân thì quá tuyệt vời đây. Ôi, sao thấy nó không vô đầu ta? Rồi bây giờ nói về tính cách thôi, coi có vô được miếng nào hay không nè. Biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ, chắc tôi nghĩ là có. Họ làm cái ngành nghề đó là chắc chắn họ phải là người biết quan tâm chia sẻ rồi. Rồi gì nữa? Trong tình yêu thì phải chân thành với trung thủy. Chắc chắn rồi, tại vì đâu yêu ai bao giờ đâu biết. Bây giờ yêu một, nếu có gặp em một mình em thôi. Và biết kính trên nhường dưới. Có kính trên nhường dưới không? Dạ có ạ. Có đúng không? Hai cái kia là chị tự trả lời thay em mà có không? Dạ có. Có luôn đúng không? Dạ. Vậy là ba cái rồi. Nói chung là tính cách là đầy đủ hết những cái gì em muốn. Rồi bây giờ hỏi em nè. Dạ. Em muốn cái người đàn ông của mình như thế nào? Dạ, bố em dặn rồi là phải là đàn ông. Đúng, rồi phải dạ. Là đàn ông. Em có là đàn ông không? Dạ, chắc chắn là đàn ông rồi chị. Ok, dạ. Đàn ông. Về ngoại hình thì nếu mà cao được 1m65 trở lên á thì tốt. Dạ, em 1m62 chị ơi. 1m62. Đâu, ngoại hình thì cũng không quá là quan trọng là mập hay là gầy, mà vừa thì tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì đầu tiên là phải điềm đạm. Chị thấy điềm đạm đó. Tự lập. Dạ, em có tự lập. Đặc biệt là không có được chấp vặt những cái chuyện vặt vãnh. Không có đâu em ơi. Không có đâu em ơi. Dạ. Và đặc biệt á, là phải trung thủy. Rồi, anh rất là trung thủy. Đây là lời nói. Quan trọng là sự chứng minh. Bạn ấy cũng yêu cầu em phải trung thủy đó. Và người đàn ông là phải cầu tiến. Tôi thấy là hai bạn này á, ở cái phần về tính cách á, là rất là tương thích luôn á. Tương thích thì cũng không nhiều lắm, nhưng mà bổ trợ cho nhau á. Chỉ có cái ngoại hình là hai người là ước ao về nhau thì tôi thấy là nó không có cầu được ước thấy đó. Nói chung là ngoại hình thì mình đề ra vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái tâm hồn chị. Hey. Đó, thành ra thôi bây giờ hỏi, người thân đi. Ha. Người thân đi, em đi với ai vậy? Dạ, em đi với bác gái, em gái và cháu. Xin chào em, xin Quyền Linh và Hồng Vân dễ thương. Nhận xét về bên đằng trai như thế này thì cũng thấy cháu trai này thì cũng hiền lành và cũng chân thật. Trong cái chương trình này thì muốn là nhờ ông Mai và Mối làm sao mát tay để cho hai cháu có cơ hội để hẹn hò và tiến tới xa hơn. Bố cháu đã ra chỉ thị cho nó là cho cháu là phải năm 30 tuổi là phải lấy chồng. Rồi, cảm ơn đàn trai, đàn gái. Dạ, hôm nay em có đi với bạn thân em ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Về bạn gái thì ngoại hình như thế là ok, nhưng mà quan trọng là hai bạn đến đây thì cho nhau một cái cơ hội mà mình làm quen, và có thể tiến đến thì tốt, và không tiến được thì mình cũng có thể làm bạn với nhau. Dạ, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ mình kéo rào nha, để hai bên gặp mặt. Mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Bắt đầu đi. Dạ, chào anh. Đến chương trình anh có bó hoa tặng em. Đây là bó hoa anh gói 9 bông tặng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và đây là một cái viết anh muốn nếu mà có duyên với nhau thì sẽ viết tiếp những cái chặng đường còn lại của chúng mình ạ. Dạ, em xin cảm ơn anh ạ. Và em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, đây cái cây đèn song tinh dầu. Và khi anh làm về thì anh đốt cái đèn này lên thì có hương thơm rất là dịu mát, và làm cho anh có một cái không có giấc ngủ rất là tốt. Dạ.
Bây giờ hai bạn ngồi đối diện nhau nè, rồi tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên gặp anh em thấy thế nào, có xem bói được anh không? Nghe giọng nói của anh thì em thấy anh là rất là người đàn ông điềm đạm mà chắc là ít nói. Sau khi nhìn mặt anh thì em thấy là anh ưa nhìn và có thiện cảm, thân thiện. Cảm ơn em. Còn anh thấy em thế nào ạ? Em rất dễ thương, xinh gái. Em xin cảm ơn anh ạ. Thế em quan niệm thế nào về tình yêu, hôn nhân với gia đình? Dạ, đối với em á, là tình yêu hôn nhân thì phải có sự đồng ý, chấp thuận và yêu quý của hai bên gia đình. Và đặc biệt á, là trong quá trình tìm hiểu nhau á, thì em rất mong muốn á, là mình á, ví dụ như có những cái quan điểm, có những cái nhận thức hoặc là có những cái gì mà không hiểu nhau á, thì mình phải tự giải quyết, chứ đừng có đem người ngoài gây áp lực hoặc là gia đình mình để gây một cái áp lực cho mình. Anh cũng đồng ý quan điểm với em, với là anh cũng muốn trong tình yêu với hôn nhân gia đình thì thứ nhất là mình phải chân thành, với là phải chung thủy. Thứ ba là phải biết nhẫn nhịn, với là chịu đựng được những cái điểm không tốt giữa anh hoặc là giữa em. Còn thì em cũng nói thật sự á, em là rất là thích đàn ông. Em là rất là thích đàn ông. Nhưng mà tính cách em là rất giống con trai luôn. Có nghĩa là nếu không thích gì thì cứ nói thẳng, chứ bằng mò là em không hiểu. Nãy giờ chị nghe thì chị thấy một cái điều như thế này. Sở dĩ tại sao mà bạn này cho tới bây giờ bạn chưa có người yêu là bởi vì bạn tự lo cho bản thân bạn được, bạn làm tất cả mọi thứ. Dạ. Thành ra từ nãy giờ là bạn ấy chỉ muốn một cái điều là bạn không bộc lộ cái điều đó ra để cho em hiểu là nếu như chúng ta có tìm hiểu nhau mà em thấy được cái con người của bạn là như vậy thì em có ngại hay không? Là bạn ấy sẽ làm tất cả mọi thứ mà anh này không cần làm gì hết đó. Ý là như vậy đó. Vậy là quá khỏe rồi chị Vân. Đó, khỏe luôn. Cho nên ý nói là anh làm sao cho cái tâm hồn em nó được thoải mái thôi. Và cảm thấy mình sống giống như người phụ nữ mới gọi là bị chinh phục ra. Đúng đó. Dạ. Em quên câu hỏi này em cũng chưa hỏi anh đó. Em từ nhỏ em rất là có trách nhiệm gia đình. Nhiều khi em rất là bỏ nhiều thời gian về cho nhà ngoại thì anh thấy có được không? Quan trọng là bên nội bên ngoại cũng phải bằng nhau. Nếu mà mình có tiến tới với nhau cũng là hai vợ chồng á, thì năm nay anh ăn Tết nhà nội thì sang năm ăn Tết nhà ngoại, rất là bình thường, không có gì hết ạ. Nhưng mà anh là anh gốc ở đây hay là anh? Anh là quê ở Nghệ An, anh vào trong này lập nghiệp này, nhưng mà anh cũng mua đất ở Quảng Biên, cũng gần nhà em. Có đất rồi chắc ở đây rồi. Bây giờ thì mình giao lưu văn nghệ chút cho nó vui đi. Dạ, về đến chương trình em xin tặng bạn nữ với anh chị với quý vị giả một bài hát về quê hương xứ Nghệ của em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn ưa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi, về đi em về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh xứ Nghệ, về bên anh nghe lời thương của mẹ. Em làm du xứ Nghệ nò ham kẻ giàu sang, dù một nắng hai sương nhưng ấm bao tình nghĩa, rằng gừng cay muối mặn tiếng nói nọ giống ai, giờ đã nói yêu em lời yêu thương còn mãi. Em thương theo anh về xứ Nghệ cùng anh, em thương thì theo anh về xứ Nghệ cùng anh. Dạ xin hết. Cảm ơn anh ạ. Ấy. Em cũng hát thì không hay nhưng mà em cũng cố gắng tặng cho một bài ạ. Bài em cũng rất là hy vọng là em sẽ nợ ai đó cả thế giới. Vẫn biết anh đang kề bên mà trong lòng sao cứ nhớ mong nhiều thêm. Trái tim em vừa nghe thật êm những rung động, trong lòng em còn vẹn nguyền bối rối, giống như khi đôi ta quen nhau lúc đầu. Và em muốn từ đây thời gian ngưng mãi, để em đây được yêu mãi người, đừng rời xa em nhé người. Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui, nợ nhành hoa người treo nơi ban công, em nợ những tiếng cười, nợ lúc anh quan tâm về em, nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế, nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em, nợ ai đó mang đến em yêu thương đông đầy thế giới này và giúp em thêm tin
vào em nợ anh. Trời ơi, dễ thương quá à. Hay rồi, quá. Thôi bấm từ rồi đến Linh ơi. Thực chất á, hai bạn đều có cái duyên ngầm rất là dễ thương. Còn em á, cũng bộc trực rồi thoải mái. Và chắc chắn em sẽ tạo nên niềm vui trong cái gia đình nhỏ này. Còn bạn này sẽ chịu tất cả mọi thứ, có thể những cái áp lực, bạn vẫn bình tĩnh như thế. Anh nghĩ là đây là một cái đôi mà có thể bổ trợ cho nhau giống như lúc đầu anh nói. Đây, bây giờ thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến giờ phút phải quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Nhắm mắt lại kiểm tra xem nửa mảnh ghép này có thể cùng chúng ta ghép lại một đôi hay không. Từ con tim mình quyết định. 3 2 1. Một. Cùng một lúc. Trời ơi, hòa nhịp quá. Thấy tim hòa nhịp quá rồi. Đấy, lúc này có thể nắm tay nhau. Anh nghĩ rằng bạn gái sẽ chủ động trong cái cuộc tình này đi. Mặc dù là yêu rồi nha. Ừ. Nhưng mà hồi hộp hơn bạn này. Bạn này tại vì khép lại thôi. Không khép lại không nha. Khép nha. Hứa đi, hứa với bạn ấy đi, nói đi anh sẽ không khép. Anh hứa với em là không khép. Bây giờ nè, thụ hôn đầu tiên. Cháu xin phép cô. Xin phép em nha. Sao cho rung á. Em đang rung từ để đếm rung anh, em rung đó. Thôi cố gắng tìm hiểu nhau, anh thấy rằng cặp này dễ thương đó. Sáng trưng luôn á. Sáng trưng như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhóm khi hôn lắm. Anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô em xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em hơn. Trai nó thích em hơn. Rồi mời bạn nam. Rồi mời đi bạn. Rồi xin mời bạn gái. Dễ thương quá. Bây giờ thì mời em giới thiệu về mình. Em xin chào chương trình và quý vị khán giả có mặt tại trường quay. Thoải mái lên, rung hả? Dạ. Hồi hộp đúng không? Hít hơi thật sâu lên nào. Dạ, em tên là Dương Phước Đại. Em... Phước Đại. Dạ. Em năm nay 30 tuổi. Tưởng đâu cũng 20 đó chứ. Dạ. Em quê ở Hậu Giang, đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ, em làm giao hàng, giao... quá chất, giao sơn. À, giao hàng hả? Còn em... cô gái xinh xắn. Dạ, em tên là Thanh Vân, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em làm tư vấn giáo dục cho Ivy Rap ạ. Nhìn em giống như là model á. Giống dạ, như là diễn viên vậy đó. Ừ. Xinh lắm hả? Trời ơi, cái làm gì bà mối này mà rối thấy xinh cái bà kêu. Trời ơi, tôi phấn khích quá nè, nhìn chào anh Linh nè. Trời ơi, sáng trưng luôn ha. Sáng trưng như Tăng Thanh Hà ngày xưa vậy đó. Chính xác, chưa nói cái phọt mặc áo dài rất đẹp luôn. Bên đây cũng đẹp lắm, thôi để tôi coi. Ừ. Nè, qua coi liền nó, trời ơi, thấy chưa? Dạ, em chào chị. Cưng. Trời ơi, cưng lắm chứ bộ. Cưng. Đâu có biết 30 tuổi đâu. Hai bạn đem một cái luồng gió rất là... tươi xinh, tươi mát đến cái số bạn ngoại hò lần này. Hot boy, hot girl đó. Em gái, em có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho đàn trai biết đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người độc lập và truyền năng lượng vui cho mọi người. Đúng rồi. Dạ, khuyết điểm của em thì em hơi bị mù đường xíu. Em là người Sài Gòn nhưng mà thiệt sự là rất là mù đường. Mình đẹp là có người chỉ rồi em. Đúng rồi, đẹp. Dạ. Hay, còn mình đây ha. Em, ưu điểm, khuyết điểm là gì? Dạ, em hòa đồng. Em thích nghe nhạc. Khuyết điểm em hay quên. Em để đồ đạc lung tung rồi em quên. Dạ. Lùi vậy. Nhưng mà cái giao sơn đó là em giao cho người ta hay là em giao là cửa hàng nhà em? Dạ, cửa hàng nhà em. Trời ơi, cửa hàng nhà em là chủ sơn, nói cho rồi. Tưởng chị, non giao hàng tại chứ. Tại vì nãy giờ chị đang suy nghĩ là em rap. Em nếu mà em là rapper thì em phải giao tất cả mọi thứ. Tự nhiên chỉ có giao sơn thôi là sao? Này rapper chắc ai cũng đi luôn á thiệt á. Vậy là tốt rồi đó. Rồi bên đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên đi. Tình duyên của em thì chị cũng xoay quanh có một mối tình đầu quen cũng cỡ được 7 năm từ hồi đi học. Bạn đó thì nhỏ tuổi hơn em, cho nên là kiểu thường thì con gái với là con trai thì thường con gái thường hay chín chắn hơn một xíu. Mà quen cũng lâu rồi, kiểu như là nó giống như một cái thói quen vậy đó. Thì em muốn một cái là bạn đó trưởng thành hơn nhưng mà chưa có đạt tới được. Chưa đạt tới là chia tay. Dạ, chia tới bây giờ năm thì quen chia hoài tay vậy đó, hả? 2 năm rồi. Coi như em độc thân 2 năm rồi đó. Dạ. Em có mấy mối tình rồi?
Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình. Dạ trước giờ em cũng quen xa không? Quen xa. Dạ. Xa là ở đâu? Dạ ở Vũng Tàu với lại. Xa quá hả? Quen mấy năm? Dạ em cũng quen 6 năm. 6 năm luôn? Dạ. Rồi sao chia tay? Dạ tại cũng ở xa rồi, đôi khi có những việc mình không có hiểu nhau. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận Tân Bình. Rồi mối tình thứ hai mấy năm? Dạ mối tình thứ hai cũng mới gần đây được 1 năm. Một năm rồi, coi như hai bạn mỗi bạn đều có trải nghiệm với từ đường tình hết rồi. Bây giờ em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là bạn đó phải cao hơn em. Em thích nhón khi hôn lắm. Dạ em cao mét nhiêu? Dạ 56. Mét 56. Em trai cao mét nhiêu? Dạ em cao 1m68 tính luôn dài. 1m68 tính luôn dài. Của em nhiêu đừng nói tôi 10 phân nha. Dạ không. Không tới đâu. Đâu dữ vậy. Rồi gì nữa em gái? Phải mạnh mẽ. Dạ và trưởng thành. Bên đây trưởng thành phải chưa? Trưởng thành chín chắn chút xíu chứ đừng có trẻ con quá. Em, anh hỏi thiệt nha. Dạ. Có ai nói em là giới tính thứ ba không? Dạ cái này em bị hiểu lầm hoài anh. Anh cũng hiểu lầm, nãy bước vô anh xém hiểu lầm luôn á. Dạ. Tại trước giờ hình như trai nó thích em hơn. Trai nó thích em hơn. Trai thích em không hả? Em có thích trai không? Dạ không. À được. Ai mà nhìn dễ hiểu lầm lắm luôn á. Dạ. Giờ hỏi nè, em có mạnh mẽ không? Bây giờ bên đàn gái người ta yêu cầu mạnh mẽ mạnh đó. Mạnh mẽ đó. Dạ có chứ chị. Đánh lộn được không? Dạ chưa biết nhưng mà em cũng có học võ. Có học võ? À vậy hả? Ừ. Em gái, em trai em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ em cần một bạn gái có thể cảm thông, chia sẻ với mình trong cuộc sống. Đúng rồi, để các bạn. Em gái đi với ai vậy? Dạ em đi với lại đồng nghiệp thân giống như là em gái vậy đó. Ừ. À dạ chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Chào con. Theo cách nói chuyện của ảnh thì em thấy ảnh cũng là một người sống nội tâm giống như chị. Nhưng mà em muốn hỏi ý kiến anh một chút đó là chị của em cũng sống nội tâm và chị của em hay nhõng nhẽo lắm, anh nhắm có chiều chị nổi không anh? Không sao em, cái đó anh cũng cân bằng được ha. Dạ với lại chị của em á nhìn ốm vậy thôi chứ ăn nhiều dữ lắm. À, khi mà hẹn hò thì anh nhắm là có đi ăn chung với chị em được nhiều mà. Anh sẽ dẫn chị em đi cả thế giới đi ăn. Trời ơi, ngon lành ăn luôn. Cả thế giới. Ăn cả thế giới. Ăn cả thế giới. Dạ rồi em cảm ơn. À, theo cảm nhận của em á thì anh em thấy anh này còn rất là trẻ luôn. Nếu như mà ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên đó mà chị thấy hợp á thì chị hãy bấm nút để cho mình một cơ hội. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn gái. Đi với ai? Dạ em đi với ba của em. À dạ. Xin chào chương trình. Trời ơi. Chào anh chị đều là nghệ sĩ nổi tiếng. Đó, bây giờ em chú. Đây, chào, nhìn cháu. Nhìn ba là ra con trai đó. À vậy. Cháu rất là xinh xắn và dạ, dễ mến. Chú. Cháu tâm sự là cháu chỉ có cái hạn chế là không biết đường. Dạ. Thì có thể đây là một dịp mai để cho cháu đại á. Còn cô bác á, dạ. Là thể hiện cái mặt mạnh đó. Sau cái chương trình muốn hẹn hò này á, bác muốn cháu có dành nhiều cảm tình cho con bác, xúc tiến hẹn hò nhiều hơn. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, rồi hay cảm quá. Ơn, cảm ơn. Đây là bà ủng hộ sức mình rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai trẻ mở gặp rào mặt đi. Thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Phước Đại. Nó lớn lên nha. À, dạ anh. Trai thanh nữ tú. Hết hồn không? Thấy trẻ không? Trẻ hết hồn luôn đúng không? Dạ à, ngày em có đến... quà tặng cho anh là sô-cô-la. Em tự làm nhưng mà nó hơi bị chảy chút xíu nha. Cảm ơn em. Đây là món quà anh tặng cho em. Dạ. Hy vọng em sẽ vui. Dạ cảm ơn. Mở ra đi cưng, mở ra đi. Mở luôn. Dạ. Cũng đúng ý em á. Cái gì đó, cái tại gì vì... đó. Cái gì đó. Dạ à, anh này tặng cho em một bó hoa. Nhưng thường thì em sẽ không thích hoa tươi, tại vì nó sẽ không giữ được lâu. Nhưng mà hoa này là có thể giữ được lâu luôn. À, như là vậy là đúng ý của em. Dạ, đúng không? Dạ, đúng ý của em. Lần đầu tiên gặp thì thấy bạn rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Bề ngoài cũng dễ nhìn. Thì, khi mà lần đầu hẹn hò thì thường là bạn thích đi đâu nhất? Dạ, em dễ tính lắm, đi đâu cũng được. Em mình thì trước giờ thì cũng ít khi đi ra ngoài chơi lắm. Mình đi thì cũng đi giống như anh công có viên thể không thao không? Mình có. Là sao? Mình là sao đại? Mình lớn hơn người ta tới 3 tuổi mà mình là sao trời? Anh em đó. Lúc trước anh cũng hay chơi thể thao. Dạ. Và gym với lại yoga. À anh cũng có tập yoga nữa hả? Có. Dạ em cũng tập yoga.
Bây giờ nè, em trai muốn thể hiện cái mạnh mẽ của em lên. Anh thích cái gọi là cái mạnh mẽ nào? Em thích nhảy hay anh? Cài nó nhảy cũng được. Xin miếng nhạc chứ, đúng không? Xin miếng nhạc, xin miếng nhạc. Cho chút xíu nhạc để chàng trai thể hiện sự mạnh mẽ của đàn ông nào. Luôn. Trời ơi. Những mà nó tại vì em mặc áo dài nên không đứng tỉ anh. Nhảy đẹp. Quá đẹp luôn rồi đó. Anh học nhảy lâu chưa? Không, anh chỉ coi trên mạng thôi. Tại anh đó giờ anh cũng thích nhảy. À, cũng có khiếu văn nghệ ha. Rồi giờ em gái hát tặng em trai gì đi. Cho nó vui vui cái đi. Chú em được không? Anh hát luôn được không anh? Anh hát được bài gì không? Mới nhảy em rồi cho nghe. Đăng hụt hơi. Mới nhảy đăng hụt em hơi. Em hát con đi. Em trai hát. Em dạ hát thôi đi. Em hát là em sợ ảnh bỏ chạy luôn. Cứu em luôn nha anh. Em hai câu thôi cũng được. Em là ai xưa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, đừng ai chi ý vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi, dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn say lắm lúc để ta sừng hàng mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình xa nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đôi rời, sẽ mãi chia sẻ cho em một đời về sau, mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt anh vẫn mãi mãi không đôi rời. Dễ thương mà. Câu mà như đó là đã đủ là chinh phục được em chưa? Dạ cũng đúng gu em á, cũng biết nhảy nhót hát. Rồi nếu như mà thời gian mình quen thì em nghĩ khi nào thì tiến đến hôn nhân được? Cái này thì tùy thuộc vào mình ha. Nhà anh có nuôi đúng không? Cái đó cũng còn tùy. Tại anh nghĩ mình sẽ cho nhau thời gian tìm hiểu. Tại mình tới chương trình là chương trình đã cho anh cái duyên để anh gặp em. Mình cứ tìm hiểu khi mà mình cảm thấy hợp với nhau thì dạ, mình sẽ tới. Thật ra thì đối với em thì hôn nhân là cái chuyện nó rất là nghiêm túc. Em muốn nó một cái sự gắn kết thật là lâu dài, cho nên là cái việc mà quyết định đến hôn nhân á thì phải là cả một cái quá trình mình tìm hiểu nhau về nhiều thứ và về sự tôn trọng của hai bên gia đình nữa. Thì em yên tâm đi, sau này về là em sẽ biết hết dòng họ gia đình anh. Yeah. Về cái chuyện tiền bạc á thì em không có khó khăn gì hết, kiểu như em cũng muốn là tôn trọng gia đình của hai bên thì anh cũng phải lo cho gia đình của mình. Rồi con cái sẽ có những cái khoản mình lo chung với nhau thì mình cứ dung hòa hết là được ạ. Tính em thì hay im lặng khi mà cãi, em không có thích cãi nhiều. Còn bạn nữ thì lúc dạ, cãi em hay giận lắm anh, em giận dai lắm. Giận dai hơi khó ạ. Giận dai mà hơi khó ạ. Nè em nói về cảm nhận của mình đi. Mà dạ, không biết sao đeo bông tai thôi, hỏi đi. Dạ cái này em bị dụ vậy. Dạ em thấy cái chuyện bông tai cái gì thì em không có khó khăn gì hết trơn á. Em thấy ảnh cũng dễ thương, trẻ trung, trẻ hơn cái tuổi. Mở ra có thấy có sấm sét gì trong trái tim kia. Dạ. Có điện giật chưa anh? Điện không? Có điện cao thế không? Cái này vôn mạnh lắm. Vôn mạnh dữ lắm phải không? Có nam tính không? Nói cho anh nghe coi, cho đại nghe coi. Dạ cũng nam tính. Em cảm thấy ảnh cũng chân thành. Rồi hết thời gian, hãy thể hiện bằng nút bấm sau 3 tiếng đếm. Suy nghĩ kỹ nha và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình nha. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Wow. Nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Chúc mừng Đại nghe, trời chị thích nhỏ này quá. Bước Đại nó cưng quá trời cưng à. Bây giờ em nói gì với ba với lại gia đình của bạn gái đi.
nha. Anh cứ nói đi, mẹ em sẽ xem chương trình này ạ. Mẹ bắt xem. Dạ, con chào bác đã xong qua chương trình này. Hôm nay con chính thức hẹn hò với em tên Vân. Với em Vân. Xin bác đồng ý cho tụi con sau này có thể đến với nhau để có một cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Dạ, xin phép bác và con được hùng xin phép, bạn xin gái. Xin phép ba nữa, xin phép ba cho. Ba. Dạ, hung tráng đi anh. Không, không có hung tráng. Hung má. Dễ thương lắm á. Thật sự á, cặp đôi này rất là dễ thương, các bạn sẽ...